hỏi: "Lúc trước hòa thượng có kể về chuyện chú đệ tử nhỏ của hòa thượng lên trời dạo chơi bị ma dương bắt đi, và vì không thể trở về được nên chú ta hỏi ngài phải làm sao. Vậy là một phần nào hồn phách của chú ấy đã đi đến chỗ đó rồi phải không?" Đáp: "Đó là ba hồn bảy phách của chú ta, hoặc là một đi ra, hoặc là hai hay ba đã đi ra, đều không nhất định. Khi đi ra rồi chúng lại tụ họp trở về, nhưng không phải vẫn là bảy phần hoặc ba phần, mà xuất ra rồi thì gom lại thành một. Diệu màu là như thế, đó là một nhóm linh khí đấy." "Như vậy tức là nói vì trình độ tu hành không giống nhau nên có người xuất ra ít, có người xuất ra nhiều phải chăng?" "Đừng để hồn phách xuất ra thì tốt hơn, vì nếu xuất hết hồn phách ra để đi du ngoạn thì cũng dễ gặp nguy hiểm. Như có lúc bị ma bắt hốt cả hồn phách thì có người sẽ trở nên ngây dại. Con người mà ngu ngơ hoặc là giống như cây cối thực vật đều là không có hồn phách, bởi đã bị ma hốt hồn đi mất rồi. Hồn tức là quỷ tu hành, nếu thuộc khí dương thì trở thành thần, nếu tu lên nữa thì sẽ thành tiên, cuối cùng nếu tu hành viên mãn rồi tức sẽ thành Phật. Đó đều là do từ hồn mà tu thành."